Xin kính chào quý bạn và các vị. Như lần trước đã nói đến Facebook, hôm nay mình sẽ có một cái video giải thích. Đó là công nghệ sạc nhanh VOOC của Oppo là gì. Hiện nay chúng ta trên thị trường chỉ có hai loại. Một là sạc nhanh VOOC, thứ hai là công nghệ sạc Quick Charge 2.0 đến từ Qualcomm. Thì hôm nay video đầu tiên hãy tìm hiểu về công nghệ VOOC của Oppo trước. Vì tới điểm hiện tại, đây là công nghệ phát triển sớm nhất cũng như là đem lại tốc độ sạc và độ an toàn cao nhất đang có mặt trên thị trường. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái công nghệ sạc nhanh này nó ở đâu chui ra cái đã. Thẳng thắn mà nói, cho tới điểm hiện tại vẫn chưa có nhà sản xuất nào có thể tìm ra cách làm sao để kéo dài thời gian sử dụng pin, tăng dung lượng mAh lên mà vẫn giữ được một cái ngôn ngữ thiết kế mỏng manh và hiện đại như các smartphone bây giờ. Chính vì thế các nhà sản xuất đã tìm ra một phương pháp rất là hay, đó là thay vì cải thiện pin thì chúng ta hãy giảm thời gian sạc nó xuống. Oppo lần đầu tiên công bố công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của hãng vào tháng 3 năm 2014 cùng với smartphone Oppo Find 7. Và cho tới bây giờ thì nó vẫn là công nghệ sạc nhanh nhất và an toàn nhất thế giới. Cuối năm 2014 vừa rồi thì với sản phẩm Oppo N3 và R5 thì Oppo cũng đã ra mắt công nghệ sạc nhanh VOOC thế hệ thứ 2. Thì sự khác biệt giữa hai công nghệ này đơn giản đó là cục sạc của Oppo ngày xưa với thế hệ đầu tiên thì cục sạc rất to, thô kệch và nó đi kèm với dây, rất khó để mang theo bên người. Còn với thế hệ thứ 2 có trên N3 và R5 thì cục sạc và dây đã tách rời nhau ra, thiết kế nhỏ gọn hơn và tiện lợi. Còn cái công suất và sức mạnh của nó vẫn được giữ nguyên và cải thiện thêm. Và sau khi Oppo ra mắt công nghệ sạc nhanh trên thế hệ Find 7 thì các bạn thấy năm nay bùng nổ trên các smartphone cao cấp đều có công nghệ sạc nhanh nhưng mà lại đến từ Qualcomm. Và về tốc độ sạc thì các bạn đã thấy trong bài test lần trước giữa N3 với S6 và Zenfone 2, Oppo nhanh hơn gấp đôi so với công nghệ sạc nhanh đến từ các nhà sản xuất này trong khoảng thời gian 30 phút đầu tiên, được xem là thời gian vàng của công nghệ sạc nhanh mà người dùng cần thiết nhất. Vậy thì nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Tại sao Oppo lại có được một cái thời gian sạc bá đạo đến như vậy? Thực chất để có được điều này, nó là một cái hệ sinh thái trong tất cả các thiết bị của Oppo. Đầu tiên là một cục adapter sạc, thứ hai là cáp kết nối micro USB, tuy nhiên cái cổng của nó là cổng 7 pin và nó dài hơn so với cổng micro USB bình thường. Thứ ba là cục pin của bạn, thứ tư là chiếc smartphone phải có công nghệ sạc nhanh. Nếu các bạn thiếu một trong số 4 điều này, các bạn sẽ không bao giờ kích hoạt được chế độ sạc nhanh của Oppo. Chính vì thế, nó mới tạo ra sự khác biệt và đem lại một cái nguồn sạc và tốc độ cao đến đáng ngạc nhiên so với sử dụng một cái chuẩn chung cho mọi nhà sản xuất giống như là Qualcomm. Và đúng như một số bạn có comment ở trên mạng, chỉ cần đó là đẩy dòng điện thật là mạnh thì đảm bảo là thời gian sạc sẽ nhanh hơn. À, đúng rồi đấy, các team nói chuẩn. Nhưng mà nếu mà sản phẩm nào chỉ cần cắm dòng điện thật nhanh mà nó sạc nhanh hơn được thì có mà quá bá đạo, nó sẽ phát nổ được các thể loại thì sao? Cái cách nguyên lý hoạt động của cái công nghệ sạc nhanh của Oppo nó giống như kiểu là các bạn đổ nước vào chậu. Ban đầu cái chậu của các bạn chẳng có cái gì trong đấy. Chính vì thế các bạn sẽ mở cái vòi nước của mình thật mạnh cho nó xả nước vào một cách nhiệt tình nhất. Nhưng mà đến khi chậu gần đầy khoảng 70-80%, các bạn sẽ vặn nhỏ cái vòi chúng ta lại để tránh trường hợp là nước sẽ bị bắn tung tóe ra ngoài và cái chậu chúng ta sẽ bị tràn nếu chúng ta không để ý. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái công nghệ sạc này cũng như vậy. Khoảng 30 phút đầu tiên, cái lúc mà người dùng đang cần phải có điện thoại đầy pin nhanh nhất, Oppo sẽ mở tối đa cái dòng điện để Oppo sẽ có được từ 0 cho đến 75% chỉ trong 30 phút. Đây được xem là thời gian vàng của công nghệ sạc nhanh mà người dùng cần nhất. Nhưng mà khi chiếc smartphone này đạt được khoảng 89% thì biểu tượng sạc nhanh trên điện thoại sẽ tự biến mất. Đó là khi mà điện thoại đã phát hiện ra rằng cái này nó sắp đầy rồi đấy, thôi thì chúng ta sẽ tắt sạc nhanh để đảm bảo cho mức độ an toàn. Và 90-100% dòng điện điều chỉnh theo giai đoạn giảm dần nên thời gian sạc sẽ được kéo dài ra. Trong lúc này thì các bạn đã thấy là thiết bị chúng ta sẽ mát mẻ hơn thay vì nóng lên như cái thời gian đầu mà chúng ta đang kích hoạt chế độ sạc nhanh. Vậy thì làm sao mà Oppo có thể đảm bảo được cái mức độ an toàn như vậy? Và tới thì hiện tại họ vẫn nói rằng đây là công nghệ sạc nhanh an toàn nhất trên thế giới. Và cái này thì phải cảm ơn đến cái hệ sinh thái vừa rồi mình đã nói. Nếu các bạn không có pin, không có cục sạc, không có cổng sạc, không có thiết bị smartphone mà đảm bảo công nghệ sạc nhanh của VOOC, không bao giờ kích hoạt được điều này. Chính nhờ một cái hệ sinh thái như vậy nên Oppo có thể kiểm soát được cái mức độ an toàn của nó. Nó sẽ bao gồm 5 cấp độ sạc nhanh khác nhau. Ở cấp độ 1, chống quá tải của adapter. Khi điện vào adapter chính là cái cục sạc của các bạn ấy, thì IC kiểm tra mức độ điện áp và độ an toàn của dòng điện mà các bạn cắm ở nhà. Nếu mà an toàn thì chip ở đây sẽ mở ra dòng điện để được thông qua và truyền tải đến các cáp micro USB. Và nếu nó phát hiện ra không an toàn thì nó sẽ đóng lại. Như vậy ngay từ đầu tiên mà phát hiện ra nguồn điện không ổn, tránh ảnh hưởng đến điện thoại, nó đã đóng cho các bạn rồi. Cấp độ thứ hai là kiểm tra điều kiện sạc nhanh. Khi mà dòng điện đã qua adapter, chip MCU thì tiến hành phân tích xem là cái thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh hay không. Nếu mà chiếc Oppo Find 7 các bạn cắm vào, như vậy nó phát hiện ra có sạc nhanh, mở sạc nhanh cho thằng này, nó tiến hành thôi các em. Nhưng mà nếu phát hiện ra thằng này thông với lại một con khác không có sạc nhanh, nó sẽ cắt cái nguồn sạc các bạn, đưa về một cái tính năng sạc bình thường. Thế các thím đừng có xoắn là cắm sạc của Oppo Find 7 vào máy khác có phát nổ hay không. Trừ bom phone, bom phone cũng không thể phát nổ được, kể cả khi cắm vào công nghệ sạc nhanh này. Vì phát hiện ra bom phone không thuộc thế hệ của Oppo, tự ngắt nguồn sạc đưa về chế độ sạc bình thường.
Ở cấp độ thứ 3 được gọi là chống quá tải cổng sạc. Khi nguồn điện vào điện thoại thông qua cổng USB 7 pin được thiết kế đặc biệt của riêng Oppo, thì MCU trong điện thoại ra lệnh cho chip MOS tiếp theo được mở ra để tiến hành bảo vệ. Như vậy là qua cổng này nó sẽ được đưa thẳng nguồn điện vào trong pin của máy. Cấp độ thứ 4 là chống quá tải cho pin. IC là tiện pin sẽ ra lệnh cho chipset trong pin mở ra, tạo thành cấp bảo vệ thứ 4, phụ trách giám sát bảo vệ dòng điện chuyển vào pin. Như vậy là nếu mà pin phát hiện ra là dòng điện không ổn này, hoặc là pin quá nóng, nó sẽ tự ngắt nguồn sạc để đảm bảo cho cái thiết bị chúng ta sẽ bảo vệ an toàn nhất. Và cuối cùng là cấp độ thứ 5, bộ kiểm soát mạch điện. Khi xảy ra bất thường, bộ kiểm soát mạch điện sẽ tự động ngắt dòng điện. Các bạn cảm giác như đây là một cái trò chơi chạy tiếp sức vậy. Cứ thằng này chuyển cho thằng kia chuyển cho thằng tiếp theo. Và trong quá trình chỉ cần có một thằng nào đấy chạy té chân đập mặt xuống đất một cái, lập tức nó sẽ dừng cuộc chơi để đảm bảo là cái thằng cuối cùng, chính là cái chiếc smartphone của các bạn, sẽ không bao giờ có hiện tượng bị ảnh hưởng đến pin hay là ảnh hưởng đến các thiết bị chúng ta bị phát nổ trong quá trình sạc, nên các bạn không phải xoắn. Vậy thì tại sao người dùng lại cần công nghệ sạc nhanh? Cụ thể hơn, tại sao Oppo lại phải phát minh ra VOOC và ứng dụng thực tế của nó là gì? Có rất nhiều trường hợp mà các bạn cần sử dụng điện thoại trong lúc cần kiếm nhất mà nó hết pin. Thay vì chúng ta chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để sạc đầy máy, thì bây giờ với công nghệ sạc nhanh chỉ cần 30 phút có 70%, nó sẽ đem lại lợi thế như thế này này. Chết mẹ, hôm qua xem phim quên mất chưa sạc pin máy rồi. Đã làm bây giờ. Sợ thì mình có công nghệ sạc nhanh mà 30 phút đi ăn sáng xong lại có điện thoại dừng ấy. Và cuối cùng thì cái công nghệ sạc nhanh của Oppo có phải chỉ riêng cục sạc hay không? Thực tế là không. Oppo đã đem lại cho ta một cái hệ sinh thái bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng nhiều nơi. Ngoài cái cục sạc VOOC thế hệ nhất và thế hai đã được phát triển để làm cho nó nhỏ gọn hơn, Oppo còn có cả cục sạc nhanh VOOC dung lượng 6000 mAh. Kết cấu sạc nhanh cũng tương tự như là cái cục sạc và cáp sạc bình thường. Nó tương thích với các sản phẩm như là Phi 7, 7A, N3, R5, R7. Các bạn cắm vào sẽ được có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh rất là tiện lợi. Và chúng ta sẽ có cục sạc nhanh VOOC dành cho xe hơi. Các bạn chỉ cần cắm cáp kết nối vào, sau đó sẽ sạc nhanh được trên cái xe hơi của chúng ta. Khá là tiện lợi cho những thím nào, đặc biệt là doanh nhân mà có ô tô xịn chẳng hạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video giải thích về công nghệ sạc nhanh đang có trên sản phẩm smartphone của Oppo VOOC, độc quyền dành riêng cho thiết bị này. Và nó sẽ đem lại chúng ta có lợi thế vừa nhanh vừa an toàn với 5 cấp độ bảo vệ. Và nó là một cái hệ sinh thái. Đó là lý do chúng ta đã có kết luận tại sao Oppo lại sạc nhanh đến như vậy so với các sản phẩm khác khi sử dụng công nghệ sạc của Qualcomm. Tại vì Oppo tự phát triển, họ tối hóa riêng một hệ sinh thái đồng nhất với nhau. Còn cái kia là các bạn sử dụng chuẩn sạc chung cho mọi máy. Hôm sau mình sẽ chia sẻ với công nghệ sạc nhanh khác còn lại đang có mặt trên thị trường. Và các bạn nghĩ sao? Các bạn có thích công nghệ sạc nhanh này không? Mời chia sẻ ở bên dưới. Mình thì hy vọng tương lai công nghệ sạc nhanh sẽ áp dụng với mọi smartphone, từ giá rẻ cho đến cục gạch. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.